Theo dự báo của Tổng cục Thủy lợi thì sẽ có đến 217.000 ha lúa đông xuân 2019-2020 ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ảnh hưởng khi xâm nhập mặn đến sớm, hạn hán xảy ra gay gắt hơn vào cuối năm nay và những thiệt hại về kinh tế thì có thể lên đến hàng tỷ đồng. Vâng, và trước tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương, các ban ngành chức năng phối hợp cùng nhau lên phương án chống hạn mặn, không để lặp lại như đợt hạn mặn lịch sử năm 2015-2016. Trong đó thì các giải pháp cần triển khai một cách đồng bộ. Ghi nhận của phóng viên VTC16. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đến nay tổng lượng dòng chảy trên dòng chính sông Mekong vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20% đến 25%. Dự báo lượng mưa đầu mùa khô thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10% đến 30%. Giữa tháng 11 đầu tháng 12 năm nay, mặn sẽ xâm nhập vào các cửa sông. Bắt đầu là sang đầu năm, có nghĩa là vào tháng 1 của năm sau đó, thì chúng tôi mới triển khai cái công tác đo mặn để mà dự báo xâm nhập mặn. Nhưng mà riêng năm nay đối với tình hình nước như thế đó thì chúng tôi là sẽ triển khai đo mặn sớm, là có nghĩa là khoảng cỡ 15 tháng 11 thì trên toàn cái mạng lưới của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là chúng tôi sẽ triển khai cái công tác đo mặn. Từ dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, Tổng cục Thủy lợi cũng đã đưa ra các khuyến cáo về việc lấy nước và trữ nước. Cụ thể, vùng ven biển thuộc bán đảo Cà Mau nạo vét kênh sớm trước khi mùa mưa kết thúc. Vùng Gò Công, Tiền Giang, Mang Thít, Vĩnh Long đóng dần các cống từ phía biển lên thượng lưu từ tháng 11 năm 2019. Vùng Long Phú tiếp nhận Sóc Trăng trữ nước từ tháng 11 tháng 12 năm 2019. Ở hệ thống Nam Mang Thít thì có 3 công trình lớn là Tân Dinh, Bông Bót và Vũng Liêm. Thì hiện nay là Bộ đang còn đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian xây dựng để khoảng tháng 11, tháng 12 năm nay là đã có thể đi vào vận hành từng phần, tức là trong xây dựng vẫn vận hành được để tập trung ứng phó với lại cái đợt hạn mặn này. Chúng tôi một mặt là tăng cường lấy nước, khi mà hãy có nước ngọt là tăng cường tích nước, cũng giống như mà chuyên gia hôm rồi vừa báo cáo là tích nước bậc thang, thì hiện nay chúng tôi là tăng cường tích nước để giữ ngọt cho cái vụ đông xuân. Bên cạnh việc chủ động nguồn nước ngọt, cục trồng trọt cũng đã bố trí là lịch thời vụ, đặc biệt là sử dụng giống chịu mặn khá. Hiện nay, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã đưa ra bộ giống để khuyến cáo các tỉnh áp dụng với các giống chống chịu mặn ở giai đoạn mạ từ 3 đến 4 phần nghìn. Ngoài những giống mà chúng ta biết là truyền thống chống chịu mặn tốt là như là OM2577, OM9577, thì chúng ta lưu ý là gần đây chúng ta có một số giống được công nhận chính thức, giống OM232, giống chuẩn bị công nhận chính thức là giống OM8959, OM11735, là những giống có khả năng chống chịu mặn tương đối tốt và các chất lượng gạo nó cũng tốt. Thực tế, các biện pháp hiện tại khi thực hiện đồng bộ sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mặn hạn gây ra. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Về lâu dài, các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện nhanh chóng các công trình thủy lợi, sửa chữa và nâng cấp các công trình cấp nước, đồng thời tiếp tục khuyến khích chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, đặc biệt là tại những vùng không chủ động được nguồn nước. Vâng, thưa quý vị, không chỉ vụ lúa đông xuân tới đây ở đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng từ đợt hạn mặn, được dự báo sẽ diễn ra sớm và gay gắt vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, mà hơn 52.000 hộ dân ở khu vực này sẽ đối diện với việc không có nước sinh hoạt, tập trung tại các tỉnh như là Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang và Tiền Giang. Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các tỉnh thành cần chủ động cung cấp nước cho bà con bằng các giải pháp như là lắp bồn nước, máy lọc nước hộ gia đình, hóa chất xử lý nước, đồng thời thì tập trung kinh phí đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa và kéo dài tuyến ống cấp nước của các công trình cấp nước tập trung. Tiếp theo chương trình là cảnh báo của Cục Bảo vệ Thực vật về sâu bệnh hại trên cây trồng cần chú ý trong tuần này. Trên lúa tại các tỉnh Bắc Bộ, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, hại tăng, chuột, bọ xít dài, bệnh khô vằn, đạo ôn của bông tiếp tục hại. Các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, dấy nâu phổ biến trưởng thành mang trứng đến 1 tuổi gây hại. Trên cây ngô, sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại. Trên cây ăn quả có múi, bệnh chảy gôm, loét, vàng lá thối rễ xu hướng tăng. Trên cây lâm nghiệp, châu chấu che lưng vàng hại tre, luồng, vầu tại Sơn La, Điện Biên.